Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Giang An. Tiết học ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại, hệ thống lại một số kiến thức của môn địa lý chính để chúng ta uh, chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kỳ sắp tới. Mời các em lấy tập, lấy viết ra để các em ghi nhận lại nội dung uh, ôn tập của tiết học này với phần nội dung ôn tập cô có hai nội dung chính nội dung thứ nhất là đó là phần lý thuyết bao gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận nội dung thứ hai đó là phần kỹ năng bao gồm phần đọc tập bản đồ và phần vẽ biểu đồ nêu nhận xét với phần lý thuyết cô sẽ cho ra ba vùng kinh tế vùng kinh tế thứ nhất à gồm bài 20, bài 21 đó là vùng đồng bằng sông Hồng. À, vùng kinh tế thứ hai à, gồm bài 23, bài 24 đó là vùng Bắc Trung Bộ à, và vùng kinh tế thứ ba là bài 25, bài 26 vùng duyên hải Nam Trung Bộ. À, nội dung thứ hai đó là phần kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất đó là phần đọc tập bản đồ. À, với phần đọc tập bản đồ à, cô sẽ cho các em đọc ừ, À, tập bản đồ của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, đó là bài 18, vùng Bắc Trung Bộ bài 24 và vùng duyên hải Nam Trung Bộ bài 26. Và kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng vẽ biểu đồ và nêu nhận xét. À, với kỳ kiểm tra cuối kỳ này thì cô sẽ cho các em vẽ biểu đồ cột và nêu nhận xét biểu đồ này cụ thể là phần lý thuyết với phần trắc nghiệm cô sẽ cho ra hai vùng kinh tế đó là vùng Bắc Trung Bộ gồm bài 23, bài 24. Ở hai bài học này cô sẽ xoáy mạnh vào năm trọng tâm À, thứ nhất đó là phần à, vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ của vùng bắc trung bộ thứ hai là phần điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng thứ ba đó là đặc điểm dân cư à, và thứ tư đó là tình hình phát triển kinh tế và thứ năm là các trung tâm kinh tế của vùng bắc trung bộ tương tự như vậy ở cái vùng duyên hải nam trung bộ phần trắc nghiệm ở bài 25 và bài 26 cô cũng sẽ xoáy mạnh vào năm đặc điểm đặc điểm thứ nhất đó là phần vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ của vùng duyên hải nam trung bộ phần thứ hai là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nội dung thứ ba đó là phần đặc điểm dân cư của vùng duyên hải nam trung bộ nội dung thứ tư đó là tình hình phát triển kinh tế của vùng và à, tiếp theo đó là nội dung thứ năm các trung tâm kinh tế của vùng à, ở hai vùng kinh tế này à, với phần nội dung thứ nhất đó là phần vị trí địa lý à, cô sẽ hỏi các em về diện tích à, về tên tỉnh có trong vùng cũng như phần giới hạn bắc nam đông tây của vùng tiếp giáp với những vùng kinh tế nào vùng tiếp giáp với những quốc gia nào hay là tiếp giáp với những vịnh biển nào và với cái vị trí địa lý đó nó sẽ mang đến những cái thuận lợi cũng như khó khăn gì trong quá trình phát triển kinh tế của vùng đó là phần ý nghĩa vị trí địa lý nội dung thứ hai đó là phần điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng bắc trung bộ hoặc là duyên hải nam trung bộ với hai vùng này cô sẽ hỏi các đặc điểm như sau thứ nhất đó là về đặc điểm địa hình thứ hai đó là khí hậu thứ ba là sông ngòi thứ tư là đất đai thứ năm là khoáng sản và cái tiếp đó là nguồn tài nguyên rừng và biển của à, hai vùng kinh tế bắc trung bộ và duyên hải à, nam trung bộ à, cũng như là điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên à, mang đến những cái thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình phát triển kinh tế của vùng tiếp theo đây là nội dung thứ ba đó là phần đặc điểm dân cư à, với phần đặc điểm dân cư cô có thể hỏi là à, trong hai vùng kinh tế vùng trung du à, vùng bắc trung bộ và vùng duyên hải nam trung bộ thành phần dân cư chủ yếu là những dân tộc nào dân cư trong từng vùng có sự phân bố ra sao cũng như là trình độ phát triển của dân cư của vùng này như thế nào với cái đặc điểm dân cư đó sẽ mang đến những cái thuận lợi cũng như là khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế của vùng và đặc điểm thứ tư đó là phần tình hình phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Cô sẽ hỏi về tình hình phát triển nông nghiệp trong vùng có những cái cây trồng và vật nuôi nào là phát triển mạnh nhất. À, vùng à, đang gặp những cái khó khăn cũng như thuận lợi nào trong quá trình phát triển nông nghiệp à, tương tự như vậy về tình hình phát triển công nghiệp và à, dịch vụ à, của vùng cô cũng sẽ hỏi cái tình hình phát triển à, giống như cái ngành nông nghiệp là có những cái hoạt động à, công nghiệp à, cũng như hoạt động dịch vụ nào à, phát triển nhất à, nổi trội nổi bật nhất trong vùng à, và cuối cùng đó là nội dung thứ năm à, là hãy kể tên các cái trung tâm kinh tế lớn à, trong từng vùng à, bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ à, đó là cái phần lý thuyết về trách nhiệm à, tiếp theo đây là phần tự luận ở phần tự luận cô sẽ tập trung vào vùng kinh tế à, thứ ba đó là vùng đồng bằng sông hồng à, với đồng bằng sông hồng à, cô sẽ có những cái câu tự luận như sau câu hỏi thứ nhất mật độ dân số cao của vùng đồng bằng sông Hồng có những cái thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế xã hội của vùng này. Câu hỏi thứ hai là vì sao đàn lợn của vùng đồng bằng sông Hồng được nuôi nhiều và chiếm tỷ trọng cao nhất nước. Và câu hỏi thứ ba là hãy nêu lợi ích của vụ việc đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính của vùng đồng bằng sông Hồng. Đó là toàn bộ phần nội dung lý thuyết À, tiếp theo đây đó là à, nội dung thứ hai đó là phần kỹ năng à, với kỹ năng đọc tập bản đồ cô sẽ tập trung ở à, ba vùng kinh tế vùng kinh tế thứ nhất là hãy kể tên các sản phẩm nông nghiệp phổ biến của vùng trung du miền núi bắc bộ trong đó bao gồm cây trồng và vật nuôi à, và vùng kinh tế thứ hai à, cô sẽ cho các em kể tên một số những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng bắc trung bộ và câu hỏi thứ ba đó là hãy kể tên các tỉnh thuộc vùng duyên hải nam trung bộ như vậy ở cái phần đọc tập bản đồ này cô sẽ rải đều ở ba vùng kinh tế đó là vùng trung du miền núi bắc bộ vùng bắc trung bộ và vùng duyên hải nam trung bộ tiếp theo đây là phần vẽ biểu đồ nêu nhận xét như khi nãy cô nói là ở cái bài kiểm tra cuối kỳ này cô sẽ cho các em vẽ biểu đồ cột và sau đây cô sẽ có hai bài tập tham khảo bài tập thứ nhất là dựa vào bảng số liệu sau đây hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ từ năm 2010 đến năm 2013 và nêu nhận xét đây là một cái bảng số liệu về giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ trong thời kỳ từ năm 2010 đến năm 2013 với đơn vị là nghìn tỷ đồng và bài tập thứ hai cũng là bài tập vẽ biểu đồ dựa vào bảng số liệu bình quân lương thực trên đầu người của vùng bắc trung bộ thời kỳ năm 1995 đến năm 2009 với đơn vị là kg trên người hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân lương thực trên đầu người của vùng bắc trung bộ trong thời kỳ nói trên và hãy nêu nhận xét đó là toàn bộ nội dung ôn à, tập của tiết học này à, tiết học đến đây là kết thúc cô chúc các em học sinh nhiều sức khỏe chúc các em làm bài đạt kết quả cao trong kỳ à, kiểm tra cuối học kỳ 1 sắp tới à, mến chào các em hẹn gặp lại các em ở tiết học kế tiếp